mời Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đâu ạ? À? Bảo Ngọc đâu rồi? Mời Bảo Ngọc nào. Đi luôn hả? Đi luôn hả? Hai chị đẹp giống nhau. Hai đứa đẹp quá. Còn một đứa nữa, còn một đứa nữa. Dạ chung, hai đứa bây là chỉ là tuổi tuổi gì? Tuổi luồn với lại cái hồn thứ ba. Tuổi luồn, tuổi là luồn ở phía dưới á. Rồi. Xin giới thiệu thí sinh nặng ký thứ ba. Bạn tên Cẩm Nhung. Đi phố đi rồi. Và thí sinh tiếp theo sẽ là một màu sắc. Dạ đúng rồi, sẽ là một màu sắc khác. Một và nam thanh lịch, đàn ông nhất trong đoàn của tụi em. Trời ơi, tụi bóng kính Thanh Huy. Rồi hai má. Và thí sinh cuối cùng trong tớp đầu tiên chúng ta ngày hôm nay xin được chào đón búp bê bị hư Cúc Mi. Ngày hôm nay quý vị nhìn thấy đó, những gương mặt rất là xấu. Có mình xấu rồi. Có mình phải 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 xấu rồi. Rồi quý vị, năm thí sinh trong lớp đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một cái thử thách. Đó chính là chúng ta sẽ phối trang phục theo chủ đề quý vị nha, theo chủ đề mà chúng ta đặt ra. Thì trong vòng 1 phút 30 giây các bạn thí sinh sẽ được hỗ trợ những cái phụ kiện, những cái trang phục, những cái bộ đồ, những bộ cánh, những cái bình kim loại. Cái gì vậy, cái bình kim loại đó không biết rồi đó. Nói chung là bây giờ chị mời tất cả thí sinh hãy nhìn ra phía sau lưng của mình. Xin mời mở màn ạ. Xin mời mở cái hạt để cho thử thách ạ. Rồi các bạn luôn rồi. Không có nhạc luôn á. Wow. Trước mắt chúng ta đây là một cửa đồ si quý vị nha. Cái này là đồ hay là đồ gì vậy? Một cửa đồ si. Đó, đồ si đa. Đồ là không có quan trọng mà chỉ đủ vàng. Đó, những thứ này, thử thách của chúng ta đầu tiên sẽ là chủ đề phối trang phục theo chủ đề thảm đỏ. Đó, chưa bị má ơi. Chưa, đáng chưa gấp. Chưa, từ từ. Đó, và ở trên này các thí sinh của chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để lựa cái đồ đứng dậy cái mắt. Không được ăn dây nha. Má đừng đưa đi. Má đứng có 1 hàng đây. Đi đâu mà đi. Đi đâu mà đi. Ba, chúng ta sẽ có 30 giây để lựa đồ thôi nha. Và 1 phút. Và 1 phút còn lại để chúng ta thay trang phục. Đó, ai chúng ta sẽ lựa chọn ra top 3 thí sinh phối đồ đẹp nhất, độc đáo nhất, phù hợp với chủ đề nhất để bước tiếp vào vòng trong. Được chưa? Các thí sinh đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Lòi con bị biệt má ơi. Ê, rồi, nào mình thấy ở trong đây hả? Ủa, chứ mẹ mình thấy đây hả? Ủa, vô hả? Hai ảnh nó chơi, ảnh thấy người sao? Hai ảnh rồi. Hai ảnh một lát ra, từ xuống dưới xuống đây thì mẹ cái ra. Hai anh mà bó xuống là hai anh xung hài luôn á. Báo mập mày đang tổ chức là giăng cái xà, giăng cái vụ cho mẹ kè lại đồ bay tổ chức. Chứ ở trên sở khán giả ta nhìn xuống rồi người ta bắt công ta đi cắt cửa kỹ. Chị nó cầm điện thoại quay luôn rồi kìa. Alex ơi, hỗ trợ đi Alex. Trời ơi, mấy anh đang khán giả mấy anh ơi, rồi có nhìn xuống là bơ. Được chưa? Mấy anh ơi, trong đoạn có đi con gái à. Thôi mấy anh ơi, đừng có nhìn nha. Nhìn là nhìn này ám ảnh cũng không có được đó. Nhìn ta bị cứ nhắc nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để lựa đồ và 1 phút để thay trang phục. Sau đó chúng ta sẽ sau khi kêu thay trang phục xong thì chúng ta sẽ ra ngoài này trình diễn các bước một vòng để cho khán giả bên dưới bình chọn nha. 3 người có lượt bình chọn cao nhất sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Được chưa ạ? Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Đó, lựa đi mấy cưng. Đó, lựa đồ mấy đứa ơi. Mà lựa đồ dạ hội chứ không phải là đi chợ. Trời ơi, là trời, cái gì vậy mấy má. Trời ơi, là trời, trời ơi. Chụp đồ hả mấy mẹ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì vậy, đám thanh lịch má. Trời ơi, trời ơi, lựa đi.
Thì cái bảng lương của Cookie sẽ là 4 bàn tiền. Quá bự.
Dạ, người đẹp bóng chân Thanh Quy hả? Đó, rồi tập trung, cố thủ luôn mà. Nè, bây giờ cái này quyết định là top 3 nè. Rồi, bóng chân bóng tay chưa? Quý Diễm. Rồi bây giờ đừng có giơ tay lên em ơi, nó đẹp quá. Quý Diễm là đang là cao nhất nè. Cao nhất lắm. Quý Diễm cao nhất là cái Cúc Phi. Bây giờ Cúc Phi anh Huy làm điều nha mẹ. Bây giờ Cúc Phi anh Huy bước lên để phân biệt ai là người đồng cảnh của ta đi. Rồi. Đó. Đúng không? Là Bảo Ngọc và... Bảo Ngọc và Bảo Ngọc. Bồi vô Bảo Ngọc. Bây giờ hai cái này là gì? Tao mà để cầm tất ba mà. Ừ, thì anh này sẽ lắp một cái tất ba. Bảo Ngọc với lại Quý Diễm đồ. Ừ, một thời. Ai? Ai sẽ là người đi tiến? Còn ai sẽ là người đang về? Không chè bó tay chưa? Thanh Huy à? Trời ơi, thớt rồi, lo lắng quá. Còn hãy quá trời thì bây giờ phải bút này cái bớt lại, em bớt lại xíu. Không chè bó tay chưa? Cúc Mi à? Yeah, quá rõ ràng. Xin chúc mừng top 3 của chúng ta. Cúc Mi, Thủy Diễm và Bảo Ngọc. Xuất sắc quá. Ba thí sinh này chúng ta sẽ đi tiếp vào vòng trong để vòng đá hội chúng ta sẽ gặp nhau một thử thách mới quý vị nha. Rồi xin được chúc mừng ba em. Vô đi má. Chị Ngọc có muốn bỏ cuộc không? Chứ thấy chị mệt lắm á. Có muốn bỏ cuộc không? Nếu cho sếp. Nhưng mà không có hiệu nghiệm. Vậy hai má nói gì vậy? Má đừng bỏ cái miếng gì vậy? Có miếng gì vậy? Thì đi chơi. Rồi đi vô đi má ơi. Rồi đất ơi, rồi dọn đồ, dọn đồ đi má. Diễn trả cái quần cho tao nha.